Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo cho ai chưa biết. Thanh niên mất 40 triệu đồng. Từ sáng thì em gửi nó bao tiền rồi? À, hơn 1 triệu mới cộng thêm cái 13 triệu, 14 triệu. À, cộng, cộng bây giờ là vừa 2-3 triệu nữa. Đây, cộng cái xe này đấy, 20 mấy triệu rồi. Xong bạn em lại cho em vay 7 triệu nữa. Rồi, 40 củ rồi. Quá năm sầu này. Rồi, vẫn còn cố 7 triệu nữa. Cũng chỉ là bạn cứ hộ tớ gái để tớ trả nó phát xong rồi tớ 15 phút nữa tớ gửi bạn luôn. Rồi. Nếu mà nó gửi với tớ phát là tớ gửi bạn luôn. Chết rồi. May là bị vào cái chúng nó lừa rồi em ạ. Không có ngân hàng nào nó bắt mày chuyển tiền vào liên tục như thế đâu. Đúng rồi. Hôm nọ có một đứa nó bị như thế rồi, nó đến đây nó vay tiền tao, nó cắm xe. Nó cũng cắm xe như mày ấy, để đóng nốt tiền vào, thấy chưa? Rồi bọn đấy nó hứa là nó mày đóng đủ bằng đấy tiền nó sẽ trả lại cho mày cả cái gốc với cái tiền cho mày vay, đúng không? Mày đừng có bỏ thêm 1.000 nào nữa là mày mất. Bà chuẩn đi. Mày cứ tao nói mày không nghe tao. Rồi, như vậy là anh chủ anh tốt bụng, anh ấy đang khuyên thanh niên này không nên chuyển thêm tiền vì chắc chắn nó là lừa đảo rồi, nhưng mà thanh niên này có vẻ vẫn chưa tin cho lắm, vẫn đang muốn cố đấm ăn xôi à, gọi là gì đó, chuyển thêm tiền cho nó, nghe chưa? Ôi, làm lại coi là về mà kiếm tiền thôi em ạ. Đây là bài học cho mày nhá em ạ. Mày vừa bay nốt bạn mày 7 triệu là mày chuyển đủ cho 30 triệu, tao nói mày xong mà hút hút luôn. Xác. Nó lại đào mày. Đây là một trong những thủ đoạn lừa đảo, cái này nói là không mới nhưng mà rất nhiều người vẫn đang bị dính vào. Và ai đã xem được video này thì các bạn nhớ chia sẻ cho bạn bè cũng như là người thân để tránh mắc phải cạm bẫy này. Và để ủng hộ những video mới thì đừng quên click vào đây xem cũng như đăng ký kênh để ủng hộ nha. Kênh Tô Tin Tức. Xin chào.